tai nạn giữa mô tô phân khối lớn và xe máy xảy ra trên quốc lộ 14 tỉnh Bình Phước khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 13 tháng 7, anh Võ Trung Hiếu 29 tuổi, chạy mô tô phân khối lớn, biển số 59A3 290XX, lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, mô tô gia chạm với xe máy biển số 93M1 321XX do chị Nguyễn Thị Huyền, 34 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú điều khiển chạy ngược chiều. Lúc này chị Huyền đang chở theo con gái 9 tuổi phía sau. Cú gia chạm mạnh khiến chị Huyền và con gái tử vong tại chỗ, còn Hiếu bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, xe máy và mô tô hư hỏng nặng, nhiều bộ phận vỡ nát, rơi dương dài khắp mặt đường.